Sáng ngày 7 tháng 12, thì Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội thảo quốc tế ETA 2017 với chủ đề các giải pháp công nghệ tiên tiến, lý thuyết và ứng dụng. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật điện, khoa học máy tính và cơ khí từ khắp nơi trên thế giới. Hội thảo AETA là hội thảo thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Đây là hội nghị khoa học tập hợp những báo cáo khoa học được xuất bản toàn cầu. Năm nay thì hội thảo thu hút 103 bài tham luận đến từ 14 quốc gia trên thế giới, bao gồm các vấn đề về lý thuyết và ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử viễn thông, khoa học máy tính và cơ khí. Mục tiêu của hội thảo không chỉ thúc đẩy đào tạo và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện, khoa học máy tính, cơ điện tử, mà còn mở rộng cơ hội phát triển hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Tôn Đức Thắng nói riêng và các tổ chức khoa học, các đại học trên thế giới nói chung với cộng đồng doanh nghiệp. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, 7, 8 và 9 tháng 12.